Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô chú. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường, anh mặc buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ, đau thương vẫn là thương đau. Các con có thích gấu bông không? Không. Ừ. Các bạn nào muốn hai con gấu bông giơ tay nè. Các bạn nào muốn ba con gấu bông giơ tay nè. Trời ơi, ai cũng thích nhiều gấu bông vậy hả? Hôm nay sẽ có đầy đủ gấu bông cho các bạn luôn. Các bạn có vui không? Chú Tây Phương, chú đến từ thành phố Đà Nẵng. Chú có mang một ít quà tới gửi tặng mái ấm Giê-xu của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ được nhận rất nhiều quà từ mọi miền đất nước gửi về mái ấm Giê-xu này. Hôm nay chúng ta có gạo nè, chúng ta có mì gói nè, chúng ta có gà luôn. Những con gà rất to, gà này có thể làm thịt ăn được luôn rồi. Hy vọng là nó sẽ đẻ thật nhiều trứng cho các bạn có bữa ăn ngon. Và có đồ chơi của chúng ta nữa nè, và có thêm bánh kẹo và sữa trong những thùng quà này. Đồ chơi cũng rất là nhiều. Thì Phương tới đây thì xin cũng xin cảm ơn những anh chị đã tương trợ những phần quà hết sức là ý nghĩa và quý báu dành cho các bạn trẻ tại mái ấm Giê-xu này. Sau đây Phương xin giới thiệu cha Nhật. Cha Nhật là người đã đại diện nhận nuôi tất cả các em nhỏ ở đây. Chào cha. Vâng, trước hết xin cảm ơn anh Phương thay mặt cho quỹ thiện nhân đã đến đây với mái ấm du xe trong ngày hôm nay, một buổi chiều rất là đặc biệt. Thì thời gian vừa rồi cách đây mấy ngày là mưa tầm tã, ngày hôm nay lại nắng ráo, đó là một cái điều may mắn cho mái ấm và cũng là cái điều may cho nhóm, vì nó vùng đất Tây Nguyên lẫn mưa tầm tã kinh khủng lắm. Xin cảm ơn anh Phương đã hy sinh cả từ một ngày hôm nay từ 7 giờ sáng cho tới bây giờ mới tới đây. Cảm ơn cha. Chúng rất vui và cũng rất là xúc động được gặp các bạn nhỏ ở đây. Không nghĩ rằng cái tình cảm của cha này lớn lao như vậy, lớn hơn biển trời. Cũng hơi xúc động một chút. Cảm ơn tình cảm của cha đã dành cho các bạn trẻ ở đây. Mong rằng các bạn trẻ sẽ sống vui, sống tốt cùng với cha đến những khoảng thời gian nào đó. Cảm ơn cha. Vâng, xin thay mặt cho toàn thể các cháu, hiện nay là 131 cháu, xin thay mặt cho các cháu nói lên lời lòng biết ơn chân thành nhất đến quỹ thiện nhân và tất cả những anh chị em có mặt hôm nay và tất cả các cháu bé. Tuy nhỏ nhưng các cháu đã hy sinh rất nhiều, từ thành phố Đà Nẵng đến đây, đi một ngày trời như vậy, nhưng các cháu đến đây với một khuôn mặt rất là vui vẻ và đơn sơ, rất là dễ thương. Chúng con xin chẳng biết nói gì hơn, chỉ nói lên với lòng biết ơn. Vì các cháu ở đây thì thực sự thiếu thốn nhiều và vùng sâu vùng xa, nhưng được sự giúp đỡ và yêu thương của quý ân nhân ở khắp nơi, cũng là những người ở xa, và thay mặt có anh nhân đến đây, anh Phương đến đây, chúng con chỉ biết nói lời cảm ơn và kính chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn để rồi chúng con được đón nhận và chia sẻ những cái tình yêu thương của quý vị trao tặng. Mình xin hết lòng cảm ơn. Cảm ơn cha. Hôm nay đi chung đoàn của chú Phương thì có một cô bé 10 tuổi. Cô bé cũng đã ấp ủ, khát khao được nói một số đôi lời đối với lại các bạn ở đây. Xin mời bạn Kim Hương ạ. Chúng ta thêm một tràng hoa tay để chào đón Kim Hương. Vâng, em tên Kim Hương và xin chào anh chị và các bạn thân yêu. Ngày hôm nay em dành những lời đặc biệt nhất cho các anh chị, những cái tim đang chịu nhiều mát nhưng không hề cô đơn đâu nha. Em biết rằng cuộc sống của anh chị không hề dễ dàng và có những thử thách mà không phải ai cũng hiểu được. Nhưng hãy nghe em nói, anh chị không hề cô đơn mà chúng ta đang ở đây cùng nhau chia sẻ những khó khăn và niềm vui.
và anh chị có thể cảm thấy mình bị bỏ rơi và không có gia đình. Nhưng em và nhiều người khác trên thế giới đang gửi đến anh chị những tia nắng hy vọng. Hãy mở lòng mình và chấp nhận sự yêu thương đến từ những người xung quanh. Cuộc sống có thể là tàn nhẫn không công bằng, nhưng đừng để chúng định hình nhận thức về bản thân, mà hãy nhớ rằng anh chị có một nguồn sức mạnh tiềm năng để thay đổi cả thế giới. Và hãy vun đắp những phẩm chất tích cực trong mình. Tự tin, kiên nhẫn và lòng nhân ái là những điều mà anh chị có thể mang đến cho thế giới. Và hãy nhớ rằng trong cuộc sống có một sức mạnh mà anh chị có thể dựa vào, đó chính là Thiên Chúa. Hãy tưởng tượng ra rằng có một Thượng Đế luôn luôn yêu thương chúng ta và luôn bảo hộ chúng ta trên những con đường cuộc sống. Cuối cùng, em cảm ơn anh chị đã lắng nghe những lời phát biểu của em. Quá tuyệt vời, Kim Hương ơi. Dạ vâng, con kính chúc anh chị sống ở đây có một cuộc sống đầy yêu thương và lòng nhân ái ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ, đau thương vẫn là thương đau. Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời, dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ. Đã lâu rồi em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều mưa. Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Đây, đây là đàn gà của quỹ thiện nhân. Quỹ thiện nhân gửi tặng mái ấm Giêsu. Gà to lắm, gà này tới 1,8 kg, 1,9 kg rồi. Gà này là đưa về là đẻ luôn, rồi nó bay tùm lum luôn. Mong rằng những chú gà này sẽ đem những trái trứng và những đàn gà con cho những lứa sau, có thời gian cho các bạn ở đây ăn thật nhiều nha. Đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả